Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một đoạn vlog, tiếp theo là sẽ test bô con quay 112,5 phân khối sau hơn 2000 km nha em. Trước mình chưa test bô, giờ mình sẽ test bô cho anh em xem. Ok. Ok, mình vừa mới test bô cho anh em sau 2000 km vẫn êm nè, vẫn ok nha anh em.